Mời cô ngồi. Dạ, dạ chào cô, chào chị. À, mời ngồi. Dạ. Hôm nay là một ngày mình có thể chia sẻ thoải mái với cô nha. Dạ. Cô cũng cho phép con dâu nói lên những cái suy nghĩ của mình. Dạ. Dạ. Bây giờ cô có thể giới thiệu cho chúng con biết được là cô tên gì? Dạ, tôi là Trương Thị Ngọc, sinh năm 1958, ngụ trú tại Bình Dương. Công việc của tôi là làm trong công ty, nhưng mà cũng gần chắc tuổi về hưu rồi. Dạ, lời đầu tiên thì chào anh Quyền Linh. Dạ. Chào chị Lê Lộc và chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Phạm Thị Hường. Dạ. Năm nay 28 tuổi rồi. Đang sinh sống ở Bình Dương, nhưng mà làm dâu của mẹ được tính đến nay là 4 năm 4 tháng rồi. Mình có bao nhiêu bé rồi chị? Hiện giờ có 2 bé, một trai một gái rồi. À dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp mặt con dâu tương lai đó, cô thấy thế nào? Hồi đầu tiên thì con nó dẫn về, nó giới thiệu, thì nó nói mẹ vậy có được không? Cái mẹ mới nói là, mẹ nói cái này là sống về con đó, là cũng như là hợp ý con, là hợp ý mẹ, chứ đâu có phải như hồi xưa đâu mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cô nhìn con dâu cô có đánh giá thế nào? Thì nói là cũng ở chung một tỉnh ở ngoài á, thành thử ra cũng như cái ý mà ăn ở này kia thì nó cũng hiểu hết rồi. Chứ ở tỉnh nào? Tỉnh Bình Định. À. Yeah. Trước khi về làm dâu á chị, là chồng có nói cho chị nghe những cái tâm lý của mẹ chồng như thế nào không? À, có, thì lúc đó là chồng hay nói là cha mẹ dễ tính lắm, không có khó gì hết đâu, em cứ bình thường, em cứ yên tâm. Có gì thì cứ nói với chồng, chồng nói cho, chứ không có việc gì phải sợ. Nhưng mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng mình có ấn tượng gì không? Dạ, lần đầu tiên gặp mẹ chồng, trong đầu em nghĩ là ôi sao nhìn mẹ bự quá. Tại vì hồi nhỏ giờ má em thì cũng vừa người thôi, không có bự. Mà mẹ em vừa bự chiều cao mà vừa bự chiều rộng. Nhưng mà chị thấy mẹ có khó không? Lúc mới đầu gặp á thì thấy cũng sợ lắm. Tại vì mẹ bự con á. Dạ. Nhưng mà sau này về ở rồi thì nó đỡ sợ. Yêu bao lâu thì cưới? Rồi yêu nhau là cỡ 5 năm là cưới. Cũng một quá trình rất dài ha. Dài. Khi mà cưới nhau về đó thì cô thấy sao? Cái nếp sống người quê tôi á thì nó cũng thuộc hết rồi, thành thử ra bây giờ nó sống thấy cũng bình thường, chứ không có cái gì. Với hơn nữa tôi rất là dễ, thành thử ra dâu về ở tôi mà không được, không ở ai được hết. Dễ sao cũng được hết trơn luôn hả? Thì mình sống theo thời đại giờ mà, chứ đâu phải như hồi xưa mẹ chồng mình đâu. Mình thấy mẹ chồng mình khó với mình chừng nào, bây giờ mình dễ với dâu chừng đó. Tại vì mình trải qua cái thời gian đó nó khó khăn ha. Hồi đó mẹ chồng cô khó lắm hả? Khó lắm. Cái lời ăn tiếng nói hay là cái gì mà môn phong lễ giáo là má là số 1 đó. Đi thưa về trình, đó là cái quê ngoài đó nó vậy đó. Mà nó thì cũng ở quê ngoài đó, thành thử ra nó về nó sống cũng hợp ý. Cũng không có cái gì mà xảy ra to tát hết trơn á. Em thích điều gì ở mẹ chồng em? Mẹ chồng em thích nhất là cái mẹ rất là thoáng tâm lý. Nhiều cái ông xã em không có cho làm đâu, nhưng mà có mẹ chồng em nói là tôi thấy bình thường mà, người ta cũng vậy, cứ để cho nó làm vậy đi, và em cứ làm theo mẹ chồng em thôi. Còn có cái gì mà chưa được thích ở mẹ chồng không? Không có gì không thích. Nhưng con dâu mình có tật xấu gì mà cô hay la cô? Nó thì không có tật xấu gì, nhưng mà điều nó đi làm gì á thì nó mệt á, thì nhà cửa nó không được gọn gàng chút xíu thôi, chứ còn ngoài ra nó cái gì cũng ok hết trơn, không có gì xấu hết. Chỉ có bê bối chút xíu. Bê bối chút xíu, tại vì làm mệt quá, thành thử ra ăn chén cũng thảy đó, làm gì cũng thảy đó, thì mình thấy vậy mình dọn. Dọn hoài vậy đó hả? Thì mình nhiều khi tôi cũng la chứ, nó cũng biết cái lỗi nó không làm thinh, nó không có trả lời. Thì về là chui vô mùng mà nằm, tại vì mệt á. Tại những cái câu chuyện đó đôi khi mình không để ý đó. Yeah. Thì mình dễ làm bầu buồn lòng cái người lớn tuổi lắm. Để xem còn cái chuyện mâu thuẫn nào xảy ra nữa không nha. Mời người thứ ba xuất hiện. Có một số cái chuyện cũng làm mình rất là đau đầu. Lúc trước á thì chưa có baby á, mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Sau này khi mà sinh ra bé đầu tiên á, mẹ thương theo một kiểu khác, mà ông bà nội thì lại thương một kiểu khác. Cho nên là giữa hai thế hệ á, nó có một cái sự kiểu như là không hiểu nhau lắm.
Mỗi lần mà mẹ rầy la mắng á, khi mà trẻ nó sai á, thì bà nội á, thì nói chung là bên cháu. Cho nên là hai người có sự, nói chung là lời qua tiếng lại khoảng chừng 2 ngày á, là hai mẹ con không nói chuyện với nhau, đứng kẻ giữa. Lúc đó thật sự mình cũng chả biết làm sao cho được vẹn tròn cả hai bên. Lúc là giận nhau đến 2 ngày luôn cô hả? Vậy chứ, hỏi chú vậy mà mình thương cháu còn chết luôn mà. Cái thằng nhỏ đó mới có 3 tuổi à, biếng ăn. Ông nội nó đút kia nó không chịu ăn á. Kia nó lôi vô trong buồng á, nó khóa cửa lại. Nó cho thằng nhỏ ăn mà thằng nhỏ nó khóc, nó đâu có chịu ăn đâu. Nó ở hoài mà kêu mở cửa nó không mở. À, lúc đó là tôi giận lắm mà nha. Cái bắt đầu tôi mới kêu ổng thôi, giờ ông vô ông lấy chìa khóa ông mở ra cho. Nó khóa cửa chổng rồi nó không cho nhỏ ra. Ổng mở rồi bắt đầu tôi bồng nó ra hen, mà tới chiều nó còn thúc thích á. Rồi cái tôi nói mời mốt hen, mà có một lần thứ hai nữa là tao bỏ luôn á. Mà nó nhốt ở trong đó vậy như chú giận mấy ngày. Chắc tuần lễ quá. Tôi giận 2 ngày là ít đó. Ít thôi, con giận luôn à. Rồi cái chồng nó nói bây giờ mẹ vậy á, chứ hồi đó bà nội với em ở được ngày một á. Đó. Tại sao hôm đó lại đóng cửa rồi? Tại vì con em á, nó biết ông bà nội thương nó, binh nó. Nên là đánh nó là nó chạy tìm ông bà nội à. Nên là em biết rồi nên em tức quá em đóng cửa lại. Nó khóc nó la quá trời la luôn. Em vẫn không có mở cửa, em cũng không có tha cho nó luôn. Em cứ bắt nó đứng nó vòng tay rồi ấp mặt cho tường á. Nó tức nó khóc mà nó ré. Lúc đó ba chồng với mẹ chồng gõ em cũng không mở luôn. Không mở luôn. Rồi. Tại vì chắc là do là sợ là chiều sẽ bị hư. Em tức lúc đó em tức con em tức nó lắm luôn á. Mà nó còn nhỏ mà. Nhưng mà tức lúc đó không sợ ông bà và chồng buồn hay sao? Lúc đó em tức quá rồi em đâu tức đâu nghĩ nghĩ dài buồn đâu à. Em tức con em quá rồi em quýnh nó em khóc nó thôi cho nó khóc thôi chứ. Sợ thằng nhỏ nó hư chứ không phải là buồn ba mà mẹ quên đi là ba mẹ chồng đang đứng ngoài kia gõ cửa bằng mọi cách phải mở cửa đúng không? Yeah. Tức con mình xong rồi mẹ giận cái mình cũng im im sao là 2-3 ngày sau mới nói chuyện lại với mẹ đó. Ai là người nói chuyện trước? Em nói chuyện trước. Em thấy mình có lỗi chưa? Mình cũng thấy mình hơi quá một xíu nên là nói chuyện với mẹ trước, nhưng rồi bây giờ thì hiểu nhau rồi đó. Dạ. Thì con nó có hư thì mình la rồi ông bà nội cũng biết ý á, ông bà nội cũng binh nó ít thôi, không có binh nó nhiều nữa. Nên bây giờ la nó là nó sợ rồi, nó không có một hai ông bà nội nữa. Qua câu chuyện giận nhau 2 ngày như vậy thì mình cũng rút ra một bài học kinh nghiệm, có chuyện gì thì cũng chia sẻ với nhau, chứ 2 ngày không nói chuyện vậy thì đúng ra cũng tạo khoảng cách hơi xa đấy ha. Đúng rồi. Không nói chuyện khó chịu lắm. Nhưng mà giờ biết rồi thì hiểu nhau thôi chứ không có giận nhau nữa. Để xem người thứ ba mong muốn thay đổi như thế nào giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mong muốn của mình á, vợ thì nên thay đổi về chuyện bếp núc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vợ nói chung là quan tâm gia đình nhiều hơn. Còn riêng với mẹ mình thì mình cũng mong muốn là mẹ nên để ý cái thái độ với lại cái cảm nhận của con cái nhiều hơn, để qua đó là hiểu được con dâu nhiều hơn. Tại vì nói chung là cũng vợ mình về đây làm dâu cũng được 5 năm rồi, nhưng mà cái sự hiểu nhau giữa hai người nói chung là cũng chưa có đến cái kiểu như là hiểu nhau lắm. Đó thì mình cũng mong muốn là mẹ mình với lại vợ mình thì lúc nào cũng hiểu nhau để gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Thì tôi thấy cũng hài lòng. Thì giờ mình nó nói vậy để cái gia đình mình nó im ấm hạnh phúc, vậy là đúng chứ không phải sai. Em thấy chồng mình nói vậy đúng không? Chồng em nói ra cái gì cũng đúng ý hết á. Chồng không có thiên vị mẹ hay thiên vị vợ. Ví dụ như mẹ sai thì chồng nói chuyện với mẹ, còn vợ sai thì chồng nói chuyện với vợ rồi kêu vợ đi xin lỗi mẹ, xin lỗi cha thôi. Trong gia đình chồng rất là có chính kiến luôn. Vậy có điều gì mà chị muốn mẹ chị thay đổi không? Mình thì mình thích nhất là cả nhà cùng đi chơi rồi đi du lịch này kia đó. Nhưng mà mời cha mẹ đi, không bao giờ cha mẹ đi. Ủa sao vậy bác? Tại vì lớn tuổi rồi thấy mệt mỏi á. Thôi hai đứa đi đi, với hai đứa cháu đi đi. Chứ mẹ mệt á, mẹ nghỉ. Dạ. Ý vậy chứ không phải là muốn chia rẽ con dâu gì hết trơn á. Thì lâu lâu á, mình tự nấu nướng rồi có thể cho thì, mẹ cùng ăn cho rồi, nó rồi cái đó thì có. Chứ còn rủ đi thì ít khi tôi với ổng đi lắm. Dạ. Qua câu chuyện thì
Cô Linh cũng xin chúc cho cô với lại em sẽ càng ngày hiểu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Để có thể không có những cái khúc mắc trong cuộc sống ha. Dạ. Hôm nay em hứa gì với mẹ đi? Thì hứa với mẹ là con sẽ thay đổi tốt hơn, bày bữa ít hơn, nấu ăn nhiều hơn, nhưng mà ngon hơn thì chưa biết. Rồi hai mẹ con ôm chặt với nhau nào. Rồi, mình ôm chặt nhau, mong rằng sự gắn bó của gia đình ta nó sẽ bền vững mãi mãi cô nha. Dạ, chúc cô sức khỏe. Dạ, chúc em hạnh phúc. Dạ, dạ, cảm ơn nha. Chương trình có phần quà lưu niệm kính gửi tặng cho bác và chị. Dạ, con chúc bác và gia đình luôn nhập nhiều sức khỏe.